vị và các bạn, từ trước đến nay, camera nóng của chương trình đã ghi nhận không ít những trường hợp xe máy lao vào nhà dân vì lái xe mất kiểm soát. Thế nhưng tình huống sau đây thì quả thật, Diễm Loan nghĩ là chủ nhà đến cười cũng không được mà khóc cũng không xong. Vâng ạ, chúng tôi đang gửi đến quý vị hình ảnh một chiếc xe máy chở 3 thanh niên bất ngờ chạy vào nhà dân và lần lượt 2 thanh niên ngồi phía sau phóng xuống xe. Thực hư như thế nào, mời quý vị cùng xem tiếp nha. Quý vị đang cùng xem hình ảnh cuối đoạn clip anh cảnh sát giao thông đang thẫn thờ quan sát cùng với sự ngỡ ngàng của nhiều người bán hàng. Và hãy cùng quay trở lại đoạn đầu video. 3 thanh niên tuổi đời còn rất trẻ cùng ngồi trên một chiếc xe máy khi thấy cảnh sát giao thông phía trước bỗng nhiên lao vào nhà dân. Lần lượt 2 người ngồi sau nhảy xuống đứng thản nhiên, còn thanh niên điều khiển xe tiếp tục luồn qua nhà dân, thông ra con đường tắt phía sau các sạp bán hàng. Còn anh cảnh sát giao thông thì cố gắng rượt bắt đối tượng. Thoáng chốc thì anh thanh niên này đã nhanh chóng phóng xe chạy đi, để lại sự thẹn thốt cho nhiều người. Chạy xe chở quá số người quy định mà còn cố tình qua mặt cảnh sát giao thông, kiểu không giống ai như vậy thì đúng là khó đỡ. Nỗi ám ảnh lớn nhất đeo bám những người dân đang sinh sống dọc ven các quốc lộ là họ luôn trong tình trạng là phập phồng, lo sợ tính mạng của mình và người thân bởi những hung thần xa lộ có thể lạc tay lái bất cứ lúc nào. Thế nhưng họ không còn sự lựa chọn nào khác là phải sống chung với lũ. Và liên quan đến vấn đề mà Diễm Loan cũng vừa nhắc đến tất cả chúng ta là cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra tại quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi khi mà chiếc xe khách 45 chỗ tông hai xe máy rồi đâm thẳng vào nhà dân. Cụ thể ra sao? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Xe khách do tài xế Lê Văn Thành 31 tuổi quê ở Hà Tĩnh điều khiển theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh ra phía Bắc. Khi lưu thông đến Quảng Ngãi thì bất ngờ mất lái, tông vào hai xe máy đang băng qua đường rồi đâm thẳng vào một nhà dân. Hậu quả khiến một người bị trọng thương, một người tử vong, các phương tiện đều trong tình trạng hư hỏng nặng. Tiếp theo cũng là một tình huống giao thông thót tim vừa xảy ra tại xã Bồng Lai của huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Thưa quý vị, một nam thanh niên điều khiển xe máy nhưng ôm cua với tốc độ khá cao đã tông trực diện vào chiếc xe ô tô con chạy theo hướng ngược lại. Sau đây là diễn biến sự việc cũng là bài học cho mọi người nên chú ý quan sát, đặc biệt là không được chạy nhanh ở những đoạn đường khuất tầm nhìn, khúc cua để tránh gây nguy hiểm cho bản thân và người khác. Theo hình ảnh đoạn clip ghi lại, nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Honda Dream đi vào cua với tốc độ khá cao, do thiếu quan sát đã tung trực diện vào chiếc xe ô tô còn đang chạy theo hướng ngược lại. Hậu quả của vụ va chạm khiến nam thanh niên đi xe máy ngã văng xuống đường. Rất may thanh niên này chỉ bị thương nhẹ mà không nguy hiểm tới tính mạng. Nghĩ là cửa khóa trái bên ngoài thì gia chủ sẽ không có bên trong nhà, tên đạo chích trong đoạn clip mà camera nóng gửi tới cho quý vị ngay sau đây đã ung dung cậy khóa cửa, đột nhập ngay giữa ban ngày và mục đích của hắn hiển nhiên là trộm cắp tài sản. Thế nhưng vừa bước vào trong căn nhà thì hắn ta đã phải vội vàng hốt hoảng quay trở ra và bỏ chạy thục mạng. Vì sao phi vụ trộm của hắn lại bất thành? Quý vị cùng theo dõi clip ngay sau đây. Giữa ban ngày, trước một căn nhà nằm trong con hẻm vắng người qua lại ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, bỗng xuất hiện một nam thanh niên tiếp cận cửa nhà. Lúc này cửa nhà khóa trái bên ngoài, chủ quan nhà không có người, nam thanh niên tìm cách cậy khóa, đột nhập vào trong. Bất ngờ một người phụ nữ từ trong nhà phát hiện có người vội chạy ra ngoài, tên trộm hoảng hồn tẩu thoát. Thưa quý vị, vòi rồng là một cái cơn lốc xoáy được hình thành trên mặt nước, có hai màu đen hoặc là trắng. Khi lốc xoáy xuất hiện ở trên biển, hình thành nên một cái vòi rồng và thường sẽ hút bụi nước lên cao, tạo thành các cây nước nặng đến hàng chục tấn. Và tại vùng biển thuộc cảng Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, một vòi rồng lớn đã xuất hiện trước cơn bão số 4 đổ bộ vào đất liền khoảng 12 giờ trưa ngày hôm qua. Một cán bộ công tác tại cảng Vũng Áng đã dùng điện thoại di động quay lại khoảnh khắc hiếm có này. Vòi rồng tạo thành cột nước dựng đứng như thế này trên mặt biển vào thời điểm 12 giờ trưa ngày hôm qua, kèm theo mưa to, gió rít kéo dài trong khoảng 10 phút rồi biến mất. Được biết, đây là lần đầu tiên xuất hiện vòi rồng trên địa bàn Hà Tĩnh. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, dư luận đã vô cùng phẫn nộ, bức xúc một cách tột độ với những gã chồng vũ phu đánh vợ giả mang ở Hà Nội, Bình Thuận. Thì mới đây lại xuất hiện một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh của một anh chồng sẵn sàng cởi chiếc áo đang mặc để lau chiếc yên xe máy bị ướt cho vợ vừa được đăng tải trên mạng xã hội, đã khiến cho dân mạng lại tiếp tục xôn xao. Và Diễm Loan có biết không, mọi người còn ví von anh chàng trong clip này như là một cơn mưa rào dội mát những phẫn nộ bức xúc của dư luận trong những ngày qua. Bây giờ là clip ghi lại hành động của anh chồng đang nhận được rất nhiều lời khen từ dư luận. Như quý vị có thể thấy, từ trong nhà bước ra chuẩn bị dắt xe máy để về, thấy yên xe bị ướt do trời vừa mưa. Chẳng ngần ngại, anh chồng cởi phăng chiếc áo đang mặc lau sạch yên xe trước khi vợ bước lên ngồi. Đoạn clip ngắn rất tình cờ mà chẳng màu mè tô vẽ này chỉ sau ít giờ đồng hồ đăng tải. Nó đã nhận được hàng ngàn lượt like, share và không thể thiếu cơn bão bình luận của chị em phụ nữ.